Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ sáng sáng, ta thể chiến cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ sáng sáng, ta thể chiến cho quê hương. Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 4 tháng 4 năm 2017, và cũng là buổi phát thanh lần thứ 2152 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, mời quý vị cùng theo dõi những tin chính sau đây. Dân biểu tình tràn vào trụ sở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh để đòi công lý. Cựu bí thư tỉnh Hà Tĩnh trở thành dê tế thần cho thảm họa Formosa. Luật sư Nguyễn Văn Đài được trao giải nhân quyền của nước Đức. Việt Nam nằm trong số các quốc gia bị ông Donald Trump gọi là gian lận. Bom nổ trong toa điện ngầm ở Nga, hàng chục người thiệt mạng. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn tập trận ở biển Hoàng Hải. Chi tiết những tin chính nêu trên sẽ được Mỹ Linh và Bá Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Kế đến trong câu chuyện thời sự, mời quý vị cùng theo dõi buổi hội thoại giữa đài chúng tôi với bà Từ Dung, là người sáng lập ra Hội Cao Niên Á Mỹ, về lễ giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức tại miền Nam California. Chương trình sẽ được tiếp nối với chuyên mục Đất nước đứng lên qua bài viết của một tác giả viết từ Sài Gòn, tựa đề Người thành phố và vọc rừng già. Và sau cùng là phần bình luận của tác giả Ngô Nhân Dụng qua bài Donald Trump đón tiếp Tập Cận Bình. Thưa quý vị, với phần bình luận này cũng sẽ khép lại chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi hôm nay. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một vị ẩn danh tại Brisbane, Úc Châu. Đồng thời, để vinh danh ông Huỳnh Đức Minh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức với Mỹ Linh và Bá Cơ. Vào hôm qua, hàng ngàn người dân đã tràn vào trụ sở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh để đòi công lý sau khi công an dùng súng uy hiếp và đánh trọng thương hai thanh niên vào đêm Chủ nhật 2 tháng 4 tại một quán cà phê. Vụ hành hung này diễn ra sau khi các thanh niên này tham gia vào cuộc biểu tình đòi bồi thường thiệt hại vì thảm họa Formosa vào sáng Chủ nhật. Trước khí thế của người dân, giới quan chức huyện Lộc Hà cho biết là sẽ mở cuộc điều tra về vụ công an đánh đập thường dân, nhưng kèm với lời đe dọa là sẽ trừng trị những người đã bao vây trụ sở huyện, mà họ gọi là những kẻ quá khích, bị xúi dục để làm loạn. Được biết là không chỉ đòi công lý cho hai thanh niên bị thương tích, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, người dân Lộc Hà cũng yêu cầu nhà cầm quyền Hà Tĩnh phải chấm dứt việc bôi nhọ các linh mục Công giáo và giáo phận Vinh. Một yêu cầu cấp bách nữa là phải cứu xét đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại của người dân vì thảm họa Formosa. Theo lời kể của các nhân chứng, thì vào đêm Chủ nhật, công an mặc thường phục đã trà trộn vào các nhóm thanh niên tham gia biểu tình vào sáng Chủ nhật. Một công an huyện và một công an xã sau đó đã rút súng bắn thị uy trước khi ra tay đánh đập hai thanh niên. Trước các cuộc biểu tình liên tục diễn ra ở miền Trung suốt một năm qua, sau thảm họa Formosa, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định mang ông Võ Kim Cự, cựu bí thư tỉnh Hà Tĩnh, ra làm dê tế thần để xoa dịu làn sóng phẫn nộ của người dân miền Trung. Trong khi hàng ngàn người dân biểu tình tràn vào trụ sở ở huyện Lộc Hà, thì một số báo chí lề đảng loan tin là Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra đề nghị cách chức ông Võ Kim Cự, người đã cấp giấy phép hoạt động cho tập đoàn Formosa khi từng nắm ghế chủ tịch và sau đó là bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh. Ông Cự hiện là một đại biểu Quốc hội kiêm bí thư đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Cần nhắc lại là hàng triệu gia đình ở miền Trung tiếp tục điêu đứng suốt một năm qua, kể từ khi diễn ra thảm họa cá chết ven biển miền Trung vì nhà máy Formosa xả chất thải độc hại ra biển Vũng Áng, Hà Tĩnh. Mặc dù tập đoàn này đã chuyển 500 triệu Mỹ Kim cho nhà nước Việt Nam, nhưng đến hôm nay vẫn còn nhiều gia đình ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nghệ An vẫn chưa được bồi thường.
thậm chí là gạt khỏi danh sách các gia đình bị thiệt hại vì thảm họa này. Liên đoàn luật sư Đức vừa ra thông cáo cho biết là luật sư Nguyễn Văn Đài sẽ được trao giải nhân quyền năm 2017 của tổ chức này. Thông cáo cũng nhấn mạnh rằng vì luật sư Đài đang bị giam cầm trong nhà tù Việt Nam, vì thế ban tổ chức sẽ trao cho người đại diện trong buổi lễ diễn ra vào ngày mai tại thành phố Weimar của miền đông nước Đức. Luật sư Đài đã trở thành người Việt đầu tiên được trao giải cao quý này của nước Đức. Được biết là Liên đoàn Luật sư Đức đã thành lập giải này từ năm 1991 nhằm vinh danh những con người dũng cảm đấu tranh cho công lý và nhân quyền tại các quốc gia trên thế giới. Luật sư Nguyễn Văn Đài cũng từng làm việc tại Đông Đức và quay về lại Việt Nam vào năm 1990, sau khi khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ. Tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Hà Nội, luật sư Đài dấn thân vào con đường đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Ông đã nhiều lần bị công an hành hung, đánh đập và bắt giam. Vào ngày 16 tháng 12 năm 2015, ông đã bị bắt giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và bị tuyên án 5 năm tù. Trong khi đó, thì một nguồn tin cho biết là sinh viên ông Thế Quyền, người đã dương biểu ngữ đòi quyền tự do biểu tình cho giới sinh viên, đã bị công an quận 12, Sài Gòn bắt giam vào đêm Chủ nhật 2 tháng 4 vừa qua. Việt Nam là một trong số các quốc gia bị Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là bọn gian lận vì đã gây thâm thủng mậu dịch cho nước Mỹ. Dĩ nhiên là Trung Cộng đứng đầu danh sách này, nhưng các nước như Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ, Đài Loan và một số nước ở Âu Châu cũng bị ông Trump lên án là gian lận mậu dịch. Phát biểu sau khi ký sắc lệnh điều tra nguyên nhân thâm thủng mậu dịch lên đến 500 tỷ mỗi năm, ông Trump tuyên bố là hàng ngàn nhà máy của Mỹ đã bị các nước đó chiêu dụ để chuyển khỏi nước Mỹ, và ông gọi đó là các vụ ăn cắp tài sản của Hoa Kỳ. Ông khẳng định là kể từ khi ban hành sắc lệnh này, bọn lừa đảo này sẽ gánh chịu toàn bộ hậu quả. Cần biết là nước Mỹ đang thâm thủng mậu dịch lên đến 347 tỷ Mỹ Kim với Trung Cộng, Nhật Bản 70 tỷ và Việt Nam là 32 tỷ mỗi năm. Người ta tin rằng ông Trump sẽ đặt thẳng vấn đề này trong cuộc gặp gỡ Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tại Florida trong vài ngày tới. Hai trái bom phát nổ trong các toa xe điện ngầm Metro ở thành phố St. Petersburg của nước Nga đã gây thương vong cho hàng chục người vào hôm qua. Ngoài ra, còn có một trái bom thứ ba chưa nổ và được phát giác kịp thời. Hiện chưa có con số chính xác về mức độ thương vong, nhưng giới hữu trách Nga cho biết là ít nhất có khoảng 10 người đã thiệt mạng trên hai chuyến xe điện tại thành phố lớn thứ nhì của Nga. Giới hữu trách tin rằng đây là các vụ khủng bố Hồi giáo, với trái bom được nhồi thêm đinh ốc nhằm gây thương vong cao nhất. Đây không phải là lần đầu tiên mà bọn khủng bố cài bom trên hệ thống metro của Nga. Vào năm 2010, ít nhất 38 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom trên metro ở thủ đô Moscow. Một năm trước đó, một trái bom phát nổ trên đoàn tàu cao tốc từ Moscow đi St. Petersburg cũng khiến 27 người chết và 130 người khác bị thương. Cả hai vụ đều được các nhóm khủng bố Hồi giáo lên tiếng nhận trách nhiệm. Quân đội ba nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn vào hôm qua đã mở cuộc tập trận kéo dài 3 ngày ở bờ biển Hoàng Hải, mà mục tiêu là nhằm gia tăng khả năng đối phó với sự tấn công từ Bắc Hàn. Đợt tập trận này diễn ra ở vùng biển phía nam Nam Hàn với sự tham gia của khoảng 1.000 binh sĩ đổ bộ cùng nhiều khu trục hạm và trực thăng chống tàu ngầm. Mục tiêu chủ yếu nhất là nhằm phản công trong trường hợp Bắc Hàn sử dụng phi đạn tấn công Nam Hàn và Nhật Bản. Cuộc tập trận diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố là nếu Trung Cộng không hợp tác đối phó với các cuộc thử nghiệm phi đạn và vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn, thì Hoa Kỳ sẽ đơn phương giải quyết vấn đề Bắc Hàn. Thưa quý thính giả, dù ai buôn bán ngược xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3. Câu thơ nhắc nhở con dân Việt luôn nhớ tới ngày giỗ tổ vào mồng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. Người Việt sống ở nước ngoài nhưng luôn hướng về nguồn cội.
mời quý thính giả theo dõi buổi lễ dỗ Quốc Tổ Hùng Vương do Hội Cao Niên Á Mỹ ở miền Nam California tổ chức vừa qua, do phóng viên Bá Cơ ghi lại sau đây. Chúng con Hội Cao Niên Á Mỹ hiệp cùng bạn tế nữ quan và đồng hương trong... Hàng năm cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch, theo truyền thống của người Việt Nam chúng ta, thường tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương. Vâng, Bá Cơ Đài Đáp Lời Sông Núi xin kính chào bà Từ Dung, là người sáng lập Hội Cao Niên Á Mỹ tại miền Nam California. Dạ vâng, xin kính chào ông Bá Cơ. Vâng, thưa bà, Hội Cao Niên Á Mỹ được thành lập bao lâu rồi và mục đích của hội là gì thưa bà? Thưa, Hội Cao Niên Á Mỹ thành lập tới năm nay là 26 năm. Mục đích của hội là phát triển về văn hóa, gìn giữ cái văn hóa cổ truyền cũng như là làm những công tác xã hội. Thưa bà, Hội Cao Niên Á Mỹ có tổ chức ngày đại lễ giỗ Hùng Vương hàng năm không thưa bà? Dạ vâng, hàng năm từ 26 năm nay, Hội Cao Niên hàng năm đều tổ chức đại lễ giỗ tổ Hùng Vương. Phải nói là Hội Cao Niên là một cái hội đầu tiên để phát triển về cái đại lễ giỗ tổ này. Thưa bà có ưu tư gì trong hiện tình đất nước trước cái thảm họa mà xâm lăng đô hộ của giặc Tàu đối với đất nước chúng ta không ạ? Dạ vâng, vì chính vì thế mà chúng tôi thường nói với tất cả những người mà trong ban tế là bởi vì các vị đó là người mà đại diện cho 100 triệu dân tộc Việt Nam để cầu nguyện lên hồn thiêng sông núi, anh linh các đấng tiền nhân và nhất là đấng vua Hùng đã dựng ra đất nước Việt Nam một dải sơn hà gấm vóc, đời đời chúng ta phải nhớ công đức đó. Vì thế mà chúng tôi chỉ biết là cầu nguyện để vận chuyển cái đất nước của mình theo cái chiều hướng về tâm linh. Thì ông cũng biết là chúng ta là một nước nhỏ, không có phải là đầy đủ tất cả những cái dũng mãnh để mà có thể chống đối được tất cả ngoại bang, nhưng mà chúng tôi chỉ là những người cao niên và tất cả các cháu chúng tôi khuyến khích để mà hướng về quê hương dân tộc, về tâm linh để cầu nguyện các ngài đã 1000 năm đô hộ mà chúng ta không mất nước và 100 năm của người Pháp cũng không suy chuyển gì mà đến ngày nay thì chúng ta bị rất là sợ hãi về vấn đề xâm chiếm. Thì chúng tôi chỉ có biết một cách là cầu nguyện các đấng anh linh hồn trên sông núi giữ gìn cho đất nước của chúng ta không bị suy chuyển gì. Vâng, Bá Cơ thành thật cảm ơn bà Tiến Dung. Vâng, Bá Cơ rất là hân hạnh được gặp chị Nhất Phương ở đây. Vâng, kính thưa quý vị, chị Nhất Phương là MC chính trong buổi giỗ tổ Hùng Vương lần này và chị cũng là một thi sĩ vùng Orange County, miền Nam California. Vâng, xin chị cho biết cảm tưởng của ngày giỗ tổ Hùng Vương năm nay do Hội Cao Niên Á Mỹ tổ chức thưa chị. Dạ, cảm ơn dạ, kính thưa tất cả quý khán giả, thì Nhất Phương hàng năm đều tới để giúp cho hội, bởi vì thấy các bác làm việc cũng rất là chăm lo cho cái buổi lễ này hết lòng đó. Thưa chị, với lòng yêu nước, cái truyền thống Việt Nam của mình, nhất là các đời vua Hùng Vương đã có công dựng nước và giữ nước, thì chị có điều gì muốn nhắn gửi về đồng bào quốc nội ạ? Dạ thưa anh, đối với đồng bào quốc nội thì Nhất Phương cũng rất là nhớ, bởi vì bên đây bờ đại dương nhìn về quê hương mình giống như là chiều chiều đó đứng ngõ sau vậy đó, nhớ về quê mẹ thì ruột đau chín chiều. Trước hết thì gửi cái tình thương của người Việt hải ngoại về trong nước, và thứ hai nữa thì cũng xin là tất cả chúng ta hãy dưỡng tâm để mà giữ gìn bờ cõi cho nó toàn vẹn, là bởi vì bây giờ giặc phương Bắc cứ lâm le để xâm chiếm nước ta, họ cứ vào trong đất nước ta mà bắt chúng ta phải nói tiếng Tàu hay là phải viết những cái chữ mà của người Tàu không cho mình vào những cái đất nước của chúng ta, những thành phố của chúng ta, thì đó là một điều tủi nhục và là một điều rất là có tội với lại tổ tiên. Tại vì vua Hùng dựng nước tới nay, nó từ hồi đó tới giờ nó là 4896 năm rồi, và từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau là do nơi công lao công sức của tiền nhân cũng như là các chiến sĩ của cái thời đệ nhất đệ nhị cộng hoàng của chúng ta mà giữ mới được bây giờ. Thành ra xin nhắn lại là đồng bào hãy dưỡng tâm, bởi vì ngoài hải ngoại chúng ta lúc nào cũng nhìn về quốc nội và mong mỏi là sẽ có nắm tay nhau để mà tranh đấu và giữ cho nhân quyền tự do cũng như là sự toàn vẹn lãnh thổ của anh. Vâng, cảm ơn chị Nhất Phương rất là nhiều. Vâng, xin chúc hội càng ngày càng tiến triển hơn, tốt đẹp hơn. Vâng, dạ, cảm ơn anh rất nhiều, và Nhất Phương cũng sẵn đây đại diện cho Hội Cao Niên Á Mỹ và toàn thể ban tổ chức đại lễ vua Hùng năm 4896 để chúc cho tất cả quý vị cho chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi cũng như là và tất cả các anh được dồi dào sức khỏe để tiếp tục con đường đấu tranh cho dân tộc Việt Nam.
Vâng, bác ơi, xin chào anh Vũ Hùng. Hôm nay là một MC chính của chương trình Dỗ Tổ Hùng Vương của Hội Cao Niên Á Mỹ tại miền Nam California. Vâng, thưa anh, trong cái chương trình có những cái tiết mục nào và ý nghĩa của những cái tiết mục đó như thế nào đối với cái ngày trọng đại này, thưa anh? Vâng, kính thưa tất cả quý vị, cứ vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, Hội Cao Niên Á Mỹ là tổ chức ngày Dỗ Tổ Hùng Vương. Thì năm nay cái ngày Dỗ Tổ đó được rơi vào ngày 2 tháng 4 năm 2017. Và trong chương trình thì rất là đầy đủ các tiết mục. Có thể nói rằng thứ nhất là các em ở trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ sẽ trình bày bài hát Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Rồi chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện như ban hợp xướng Hội Trùng Dương. Rồi chúng ta sẽ thấy có những cái điệu múa cung đình trong cái bài Lưu Thủy Kim Tiền. Rồi Bên Bờ Đại Dương, rồi Hào Khí Việt Nam, rồi Về Tây Nguyên. Và có sự biểu diễn của võ thuật của Trung tâm huấn luyện võ cổ truyền Việt Nam nữa. Nói chung là chương trình có rất nhiều sắc thái và màu sắc để cho tất cả các thế hệ con cháu chúng ta sẽ nhớ về cội nguồn trong cái ngày Dỗ Tổ hôm nay. Thưa anh, là một người Việt đang sống ở hải ngoại, anh có tâm tư nào để chia sẻ trước vận mệnh đất nước của Việt Nam và chúng ta hôm nay không, thưa anh? Trước hết là trước hiện tình của đất nước, riêng cá nhân tôi và tôi chắc chắn là mọi người không những ở hải ngoại, trong quốc nội đều mang một cái tâm trạng như nhau, đó là cái sự đau buồn cái đất nước này giao vào trong tay của cái bọn bá quyền, và hầu như là đất nước mình đã dâng hết cho bọn Trung Cộng, tất nhiên là cái bọn tàu phỉ mà ngày xưa cha ông chúng ta đã từng đẩy lui chúng về phía bắc, và có những trận oanh liệt như Lý Thường Kiệt, như Nguyễn Huệ, như Lê Lợi, các vua nhà nhà Trần. Thì chúng ta thấy rằng dân tộc của chúng ta mang một dòng máu anh hùng và không chịu bất khuất trước kẻ thù. Nhưng hôm nay trong hiện tình đất nước này, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lại muốn dâng hết và muốn làm một chư hầu của nó, ví dụ như Tam Tạng hoặc là Mông Cổ, thì đó là một cái điều đau lòng lắm. Hôm nay nhân cái ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, ban tổ chức muốn khơi lại và muốn truyền cho thế hệ con cháu chúng ta biết Tổ Hùng Vương đó là người đã sáng lập nên đất nước này, chứ không phải là do một cái đảng nào, cái bọn nào mà xây dựng cái đất nước này. Vâng, xin cảm ơn và xin được trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Vâng, bác Đài Đáp Lời Sông Núi tường trình từ miền Nam California, Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, muôn thú trên rừng bị xua đuổi để lấy đất xây biệt thự, phụng sự những tên giàu nổi tiếng, kể cả đầu cơ bất động sản trá hình cho những tên tàu ngoài xâm. Người dân nơi các phố thị lớn cũng đang bị xua đuổi trong cuộc tranh ăn giữa các nhóm lợi ích tham tàn bạo ngược, giống như người dân Sài Gòn, cũng như quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa, bị đuổi đi kinh tế mới hay chạy ra biển cả làm mồi cho cá lúc trước. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý vị cùng theo dõi bài viết Người Thành Phố và Vọc Rừng Già của một tác giả viết từ Sài Gòn qua sự trình bày của Nguyên Khải. Trường sơn trơ trọi, không còn một bóng cây, thay vào đó là những nông trường trá hình của các tập đoàn, công ty, thủy điện. Bây giờ, nhắc về Trường Sơn, người ta không thể mô tả Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quay, để chỉ bên Lào nắng đốt, bên Việt Nam mưa chút nước như trước nữa. Bởi bên Việt Nam bây giờ, nắng đốt còn khiếp hơn cả bên Lào. Cả một duyên hải dài 3.260 km, Việt Nam bây giờ cũng trơ trọi, khô khốc, sinh vật biển ngày càng thiếu vắng, biển hết nhiễm độc chỗ này thì gây ngập mặn hoặc hạn mặn ở chỗ khác. Mũi nhọn kinh tế ngư nghiệp Việt Nam trở thành cái dùi cui, đầu cũng như đuôi, dù cố mài cỡ nào cũng không thể nhọn ra được. Bô xít Tây Nguyên, các mỏ khoáng sản Việt Nam bị vắt cạn kiệt, và hậu quả của nó để lại là một khối ô nhiễm khổng lồ, để lại một mối đe dọa khủng khiếp trên đầu nhân dân. Và đặc biệt, hầu hết các ngành khai thác khoáng sản của Việt Nam đều báo lỗ, đều phải nhờ đến chính phủ bù lỗ, và tiền ở đâu ra để chính phủ bù lỗ cho các tập đoàn khoáng sản này? Đó là tiền ngân sách từ thuế của nhân dân hoặc tiền vay nợ của nước ngoài. Cả hai khoản tiền này, dân đều phải trả bằng cách đóng thuế qua nhiều hình thức. Trong đó, xăng dầu tăng giá, vật giá leo thang,
cũng là một lối đi riêng của Thuế. Bán đảo Sơn Trà, câu chuyện xây dựng phá nát bán đảo này chỉ mới dậy lên trong vài tuần nay. Sau khi vụ việc một khu phố tàu được xây dựng kín cổng cao tường ngay giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng bị phanh phui, nhưng thực tế, câu chuyện phá nát Sơn Trà có từ 3 năm nay. Không biết bạn đọc còn nhớ đến hình ảnh của một con vọc chà vá cái chạy ra đường, gặp người nào thì rượt người đó, được quay trên bán đảo Sơn Trà. Mà lúc đó người ta kháo với nhau rằng con vọc này bị điên. Nhưng thực ra, do người ta xây dựng ảnh hưởng đến chỗ sinh sống của nó. Nó là con đầu đàn đứng ra chiến đấu chống lại sự xâm lăng này, nhưng có vẻ cuộc chiến chính nghĩa của con vọc đã hoàn toàn thất bại. Hàng loạt công trình nổi lên ở bán đảo Sơn Trà. Gần đây, câu chuyện lấy lại vỉa hè của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nổi đình nổi đám. Đặc biệt, ngôi sao Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận nhất Sài Gòn, có thể nói là cuộc dọn dẹp vỉa hè của ông Hải vừa có tính quyết liệt của thời bao cấp, lại vừa có tính gắt máu của các đội quân Hồng Vệ Binh. Người ta ví von Đoàn Ngọc Hải là cơn lốc của Sài Gòn cũng không sai. Nơi nào Hải đi qua, nơi đó để lại những vỉa hè đổ nát, nham nhở, và cây cối là những hàng cây cục đầu, ứa nhựa, cùng với tiếng thở dài của người dân. Tự dưng thấy đời sống của người dân thành phố cũng chẳng khác gì mấy đời sống của những con vật tội nghiệp nơi bán đảo Sơn Trà, hay muôn thú trên rừng núi Trường Sơn. Cái sự giống nhau này phải nói là giống một cách lạ thường, và cũng đau đớn một cách lạ thường, và thậm chí hậu quả của nó cũng giống nhau đến lạ thường. Vì sao? Vì nếu như trên rừng muôn thú bị săn đuổi và xua đuổi bằng những cuộc cải tạo rừng thành những công trình mang tính chất vĩ mô, có tính quốc dân gì đó, và cuối cùng muôn thú sống không nổi, hết đấng sống phải tràn sang Lào, Campuchia hoặc bị chết dần mòn trên đường đi. Với cư dân thành phố, đặc biệt là cái thành phố Sài Gòn, cuộc ruồng bố trưng thu của những năm sau 1975 đã xua đuổi, đẩy hàng triệu người dân đang sống yên lành nơi thành phố ra đại dương để tìm một vùng đất khác có thể sinh sống được, để đi tìm miền đất hứa. Nhưng tưởng câu chuyện này đã chấm dứt khi đất nước đổi mới. Nhưng không. Câu chuyện trốn chạy của những lương dân vẫn chưa bao giờ ngưng, vì trong cuộc dọn dẹp vỉa hè lấy lại lề đường của nhà nước hiện nay, có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là tiền đề của một cuộc mở rộng lòng đường sắp tới với mức giá đền bù rất thấp, nếu không muốn nói là rẻ mạt. Thứ hai, một cuộc tị nạn môi trường manh nha. Và hầu như sâu chuỗi lại toàn bộ các hành động của nhà nước cũng như các nhóm lợi ích đã làm với nhân dân, cho thấy rằng họ đã quy hoạch một cách triệt để trong vấn đề phân tầng, phân nhóm và chia ranh giới giữa giàu có quyền lực với nghèo khổ, thấp cổ bé miệng. Và đâu đó cũng manh nha một cuộc tổng trưng thu nhân danh tập thể. Câu nói của ông Hải khi trả lời người phụ nữ đại diện cho khách sạn New World rằng, chị không thể lấy quyền lợi của chị để đánh đổi với quyền lợi của 11 triệu dân trong thành phố này, cho thấy điều đó. Bởi làm gì mà quyền lợi tạo cảnh quan, tạo không gian đẹp để kinh doanh, để đóng thuế cho nhà nước, ở một góc nhỏ quận 1 lại ảnh hưởng đến quyền lợi của 11 triệu dân thành phố? Có bao nhiêu người dân thành phố đi bộ qua vỉa hè trước New World khi nó được dọn dẹp sạch các bồn hoa hay các bệ gỗ trang trí? Trong khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất, với mỗi ngày bao nhiêu chuyến máy bay cất cánh, hạ cánh, với mùa mưa thì ngập nước, với không gian chật chội vì diện tích đã bị lấy làm sân golf. Nó có ảnh hưởng đến đời sống của người dân thành phố hay không? Sao các ông, các bà im hơi lặng tiếng, không dám đụng tới? Tất cả các hành động gần đây của giới chức, của các nhóm lợi ích chính trị tại Việt Nam chỉ cho thấy họ đang đẩy nhân dân lùi vào chỗ bí, và khi không còn chịu nổi nữa thì tị nạn chính trị, tị nạn kinh tế, tị nạn giáo dục, rồi sắp tới đây, không chừng sẽ có tị nạn môi trường. Và nhìn theo góc này, giữa người thành phố và những con vọc chà vá ở Sơn Trà lại có kỳ gì đó bi thảm rất giống nhau. Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện.
phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Thính giả có thể nghe đài qua số điện thoại 1-712-832-7123. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011, chi phí điều hành đài 15.000 Mỹ Kim một tháng do đồng hương khắp nơi đóng góp, ủng hộ tài chánh xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612-882 San Jose, California 95161 hoặc qua PayPal trong website Radio Đáp Lời Sông Núi viết tắt .com đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, trong quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tỏ ra tương đối cứng rắn trong lời nói, nhưng mềm mỏng hơn trong hành động. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Ngô Nhân Dụng với tựa đề Donald Trump tiếp đón Tập Cận Bình sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Trước ngày mở cửa Mar-a-Lago tại Florida để đón tiếp Tập Cận Bình, Tổng thống Donald Trump không quên 20 triệu người kiên định đã bỏ phiếu cho mình. Ông Trump viết cho họ, dẫn qua mạng Twitter, không thể chấp nhận số khiếm hụt mậu dịch khổng lồ khiến nước Mỹ mất bao nhiêu công việc làm. Ông Trump còn viết thêm một câu có vẻ như hiệu lệnh, các công ty Hoa Kỳ phải tìm cách khác. Ông Tập đọc những câu đó trên Twitter chắc phải hài lòng. Năm ngoái, đang tranh cử, ông Trump đã đập Trung Cộng tơi bời về chuyện bán hàng sang Hoa Kỳ quá nhiều mà mua hàng của Hoa Kỳ quá ít. Nói rõ hơn là Trung Cộng mua hàng của Hoa Kỳ là 116 tỷ Mỹ Kim, nhưng bán hàng sang Hoa Kỳ là 463 tỷ Mỹ Kim, tức chênh lệch 347 tỷ Mỹ Kim trong năm 2016. Bây giờ, ông Trump chỉ nói chung chung mà không dám chỉ đích danh thủ phạm. Chắc ông Trump cũng đang hài lòng. Ông vẫn hô lớn những khẩu hiệu làm sôi máu những cử tri đã ủng hộ ông. Họ mất việc khi xí nghiệp đóng cửa vì không cạnh tranh nổi với các công nhân tàu lãnh lương chưa bằng 1/3 lương của họ. Họ sẽ tiếp tục say mê ông như thần tượng. Nhưng ông biết nói khéo, tránh không đụng độ với vị quốc khách sắp đến khu nghỉ mát do ông làm chủ. Trước khi hội kiến, cả hai vị nguyên thủ quốc gia đều đang hài lòng. Ông Tập phải hài lòng trước khi qua Mỹ, vì trong 2 tháng qua, ông Trump tỏ ra rất biết nhún nhường. Đối với Trung Cộng, ông Trump không phải chỉ giơ cao đánh khẽ, mà ông đưa cây gậy lên cao dọa dẫm, nhưng sau đó lại bỏ gậy xuống, rồi vuốt ve, xoa dịu và sẵn sàng thay đổi ý kiến. Tín hiệu hòa hoãn sau cùng được Ngoại trưởng Rex Tillerson đem tới Bắc Kinh trong chuyến công du châu Á đầu tiên. Trung Cộng coi chuyến công du này là một thắng lợi mỹ mãn. Trung Quốc Nhật Báo loan tin ông Tillerson long trọng tuyên bố ban giao Mỹ-Trung phải được xây dựng trên nền tảng không đối đầu, không xung đột, tương kính và cùng cộng tác để hai bên đều thắng lợi. Còn Hoàn Cầu Thời Báo, một tiếng nói mạnh của Cộng sản Tàu nhấn mạnh rằng những quy tắc đó đã được Bắc Kinh nêu lên làm kim chỉ nam ngoại giao từ bao năm nay. Tờ báo này lại nhận xét thêm rằng chính quyền Barack Obama chưa bao giờ mở miệng nhắc đến các quy tắc đó. Các vị Tổng thống Hoa Kỳ trước kia đều đề cao điều kiện tôn trọng những quyền tự do của người dân Trung Hoa. Ông Tập Cận Bình đã nhận được một món quà quý báu ngay khi Tổng thống Donald Trump mới bước vào Tòa Bạch Ốc là ông Trump đã xé bỏ Hiệp định Cộng tác Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP. Bởi thế, Trung Cộng bỗng dưng vỡ bở. Đầu tháng 4 là thời gian rất thuận lợi để Tập Cận Bình gặp Donald Trump. Chính phủ Hoa Kỳ chưa cho thấy một chiến lược ngoại giao nói chung, kể cả đối với chủ trương chuyển trục qua châu Á của chính quyền Obama. Tổng thống Trump dự trù cắt ngân sách Bộ Ngoại giao đến 30%. Điều này sẽ tạo một cơ hội tốt cho Bắc Kinh. Trung Cộng sẵn sàng chi hàng tỷ đô la để củng cố cái sức mạnh mềm, trong khi chính phủ Hoa Kỳ chỉ quan tâm tăng cường cái sức mạnh cứng của Bộ Quốc phòng. Sau 2 tháng,
mà ông Trump chưa bổ nhiệm đủ các chức vụ then chốt trong Bộ Ngoại giao, kể cả người phụ trách vùng Á Đông. Ông Rex Tillerson muốn cử một người nhiều kinh nghiệm làm thứ trưởng nhưng bị Tòa Bạch Ốc bác bỏ vì ông này đã theo một ứng cử viên Cộng hòa khác để đả kích ông Trump trong thời gian tranh cử sơ bộ. Cuộc gặp gỡ tại khu sân góp do ông Trump làm chủ chắc sẽ không đưa tới những quyết định quan trọng. Hai nhà lãnh đạo hai quốc gia kinh tế mạnh nhất hoàn cầu chắc sẽ chỉ cho thấy họ có thể nói chuyện với nhau, không đối đầu, không xung đột, cùng cộng tác để hai bên cùng có lợi. Nhớ lại năm 2013, ông Obama đã gặp Tập Cận Bình ở khu nghỉ hè Sunnylands, tiểu bang California. Hai bên cũng vui vẻ báo tin giống như vậy, nhưng sau đó, hai quốc gia với quyền lợi khác biệt và xung khắc vẫn tiếp tục đối đầu từ vụ Biển Đông tới chuyện Bắc Hàn. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Huỳnh Đức Minh, sinh năm 1958, bị bắt ngày 17 tháng 7 năm 2014 với bản án 3 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 9:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liên lạc@daplời.songnui.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612-882 San Jose, California 95161. Điện thoại 408-663-9860. Ủng hộ tài chánh xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ đài hoặc qua PayPal trong website radio-daplời-sông-núi.com. Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.